Anh ra, anh giúp em với. Anh dạ. Em mất ví anh ạ. Anh cho em xin 10.000 em đổ xăng anh xem hết sạch xăng rồi. Xin 10.000 đổ xăng. Vâng, anh cho em xin 10.000 thôi ạ. Anh giúp em tí để em đi về nhà ấy mà. Anh về đâu? Dạ em về Cổ Nhuế xa lắm ạ, hơn 10 cây cơ. Về à? Thôi, tôi không cho đâu. Anh ơi, anh giúp em đi, em đang khó khăn nên anh giúp em đi nhá. Anh cố gắng giúp em được không ạ? Giúp cái đéo gì? Xe mày xăng ở đây bình kia kìa, giúp cái đéo gì mà giúp? À, không phải đâu anh ơi, xe em kim xăng nó bị hỏng đấy anh ạ. Anh giúp em với. Mày mở bình xăng mày ra. Nếu mà xe mày hết xăng thật sự ấy, tao cho mày 100.000. Rồi anh ơi, xe em nó bị kẹt cốp không mở được. Anh giúp em với. Anh sao anh cứ làm khó em nhỉ? Tao giúp người nghèo thật thôi, còn cái loại người nghèo giả như mày ấy thì quên đi. Đi đi. Mày tưởng thế nào, giàu cái bò kỳ xỉn thế không biết. Bố mày giàu ơi, phải cái vụ cho mày tiền à? Vô va vô vẩn. Em ơi. Em cái đéo gì mà em? Khu thế đâu? Đi qua đi. Hết thằng kia xin rồi đến bà xin nữa. Không không, chị không xin tiền. Chị muốn là mời em vào nhà nghỉ cho mát mẻ tí. Đang nóng bức quá. Mời mấy người vào nhà nghỉ đây, chị chủ nhà nghỉ. À chị mời em vào nhà nghỉ à? Em cứ tưởng chị lại xin tiền khổ. Rồi để em vào. Ơ chị mà em vào nhà nghỉ làm gì ạ? Vào nghỉ. À vào nghỉ à? À vâng. Ơ chị mà em vào nghỉ với ai ạ? Với chị à? Ủa chị ơi, em bị công gặp lừa đảo ở bến xe mất hết tài sản. Anh chị làm ơn làm phước cho em mấy đồng về quê. Quê em ở Lào Cai. Cũng tội nghiệp quá. Đã bị công rồi lại còn gặp cái bọn bất lương. Này, anh cho em này. Em bị công. Này, hôm qua mày vừa mới xin tiền tao 10.000 đổ xăng, hôm nay đã bị công ngồi đây xin tiền rồi, tính lừa đảo à? Mới hôm qua mày bảo là nhà mày ở Cổ Nhuế, sao bây giờ đã quê ở Lào Cai rồi? Hộ khẩu mày linh hoạt nhá. Ô anh ơi, có chuyện gì mà hai anh to tiếng với nhau thế? Không có gì đâu. Tôi đang lắng nghe người khuyết tật để xem là người ta có nhu cầu gì cần giúp đỡ, tôi giúp đỡ mà. Sao? Anh bảo gì? Anh bảo cầm cái số tiền này đi mua vé máy bay giúp anh để về quê à? Ok. Đúng rồi, đi máy bay về quê cho nhanh. Ok, tôi đi mua luôn đây. Ok. Này, đứng lại. Ai khiến mày mua vé máy bay cho tao hả? Mà vé máy bay làm gì có vé nào mà về Lào Cai đâu. Trả lại tao tiền đây. Thế là bị lừa à? Thì đúng rồi còn gì nữa. Thế không bị câm à? Từ đây tao nói mày không nghe thế à? Hả? Mày còn diễn á? Dã lừa bố mày. Con chuột này. Cho mày chửi rồi nhá. Lần sau chưa nhá. Biết rồi. Biết rồi, đưa tiền thôi. Đưa tiền nào ạ? Tiền lúc nãy tao đưa mày 2 triệu ấy. 2 triệu nào? Anh cho em có đúng 100.000 của 2 triệu. Đan biện đòn thì còn bị đổ ăn à? Thế tôi đưa tao 100.000 đây. Em làm gì có đồng nào? Thằng kia nó cướp hết tiền của em rồi. Ô, thế là lừa đảo. Gặp lừa đảo à?